các bạn thấy mình điều khiển hoàn toàn bằng cái cánh tay của mình. Ồ, nó chỉ có 5 đô la thôi mà sao rất là đã các bạn. Nè các bạn thấy không, cái tay mình nhúc nhích như thế nào nó sẽ bay theo cái chiều đó. Ok, mình đã quen sử dụng nó rồi. Hồi nãy giờ thì nó hơi lộng cộng chút xíu. Pin nó xài cũng ngon nữa các bạn. Ồ, quá hiện đại luôn nè. Cái tay mình hoàn toàn là đã chưa? Lộn mèo thức ăn à. Xoay vòng vòng coi. Đó, 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 đó. Già mà còn chơi mấy cái trò này ha. Nhưng mà thấy nó vui vui các bạn. Rồi, mình đã điều khiển nó được rồi đó. Từ nãy giờ nó hơi lộng động xíu. Đây các bạn, điều khiển bằng cái này nè. Bây giờ tôi chuẩn bị tôi tập làm phi công nha. Giờ tôi không biết chơi làm sao nữa. Này không biết bay có bay qua nhà người ta không, nó bay qua nhà người ta là mất luôn. Chỉ có 5 đô thôi, ok. Mà điều khiển bằng cái này nè, rất là hiện đại các bạn. Đây. Tôi chưa có biết bay các bạn. Xem nó hết bay rồi ta. Khởi động lại. Hết pin hả? Đâu rồi mày, đâu rồi? Nó hết pin nè các bạn, bây giờ tôi thay cục pin khác vô. Tại đây nó có cục pin xe cua nữa. Em cầm cái phone quay mạnh đi. Rồi biết rồi, biết cách rồi. Z.
chia 3. Có 5 đô la thôi mà chơi đã lắm các bạn ơi. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở nguồn nó lên. Rồi. Mình sẽ tắt cái này. Tất cả đều sạc bằng pin hết nha. Hết pin mình có thể mình sạc lại được. Rồi, nó kết nối rồi. Chuẩn bị. Mấy cái chồng chống nó bị accident này các bạn. Bạn. Rồi nó quay đều không? Bạn. Thôi để ba đang làm. Qua đây. Rồi, ta đã điều khiển thành công một chiếc máy bay. Ê, lên rồi. Quay đây. Các bạn thấy mình điều khiển hoàn toàn bằng cái cánh tay của mình. Nó chỉ có 5 đô la thôi mà sao rất là đã các bạn. Nè các bạn thấy không, cái tay mình nhúc nhích như thế nào nó sẽ bay theo cái chiều đó. Ok, mình đã quen sử dụng nó rồi. Hồi nãy giờ thì nó hơi lộng cộng chút xíu. Pin nó xài cũng ngon nữa các bạn. Quá hiện đại luôn nè. Cái tay mình hoàn toàn là đã chưa. Lộn mèo thức ăn à. Xoay vòng vòng coi. Đó. Già mà còn chơi mấy cái trò này ha. Nhưng mà thấy nó vui vui các bạn. Rồi mình đã điều khiển nó được rồi đó. Từ nãy giờ nó hơi lộng cộng một xíu. Qua kia. Qua phải, qua trái. Chạy tới. Rồi chạy lui. Đã quá. Không biết bay lên cao sao ta. Hiện đại quá ha các bạn ha. Nó kết nối qua Bluetooth các bạn. Xoay vòng vòng nha. No. Rồi hấp pin hay gì rồi. Qua đây. Rồi hấp pin hay gì rồi. Ok các bạn, đã quá. Ở trong đây nó có một cục pin để xây cua nữa nè. Thấy không? Và bốn cái chong chóng để mình thay mình xây cua. Và một cái dụng cụ này để sạc cái cục pin này. Ok, ghim cái đầu nó vô trong đây. Và mình ghim vô cái cổng USB là mình có thể sạc được. Và cái đồng hồ, cái giống như cái đồng hồ điều khiển này á, thì mình nó có một con dây cable để mà ghim thẳng vô cái đồng hồ để sạc cho cái pin của cái Bluetooth này. Để coi còn quay bay nữa không. Hình như nó hết pin rồi các bạn.
Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Tào lao nhưng mà nó vui.